Ở đây có nguyên một cái tảng ong nè cô chú anh chị, ong mật nè hả mọi người. Mình lấy một miếng nha, sáng nay Kim ăn sáng xong Kim sẽ đi chơi cô chú anh chị. Kim đã lên xe bus rồi hả cô chú anh chị, Kim sẽ đi cái tour ở trong thành phố. Kim đang ở thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ hả cô chú anh chị. Đây Kim đi theo cái tour người ta dẫn đi tham quan xung quanh thành phố, thì cái tour này người ta sẽ đón Kim từ lúc 9 giờ sáng mọi người và quay về khách sạn là 5 giờ chiều ha. Thì trong cái tour người ta sẽ dẫn cho mình đi tham quan nhiều điểm và có bao gồm luôn ăn trưa nhưng mà không bao gồm nước uống ha. Thì cái điểm đầu tiên người ta dẫn Kim đây là đi đến xem một cái thác nước. Ở đây Kim thấy cũng có nhiều cái xe chở nhiều đoàn khách đi vô nè. Cái này là mình book tour ở bên ngoài thôi đúng chị, chứ trong khách sạn người ta không có dẫn đi ha. Khi mà Kim hỏi tiếp tân khách sạn á thì mấy bạn tiếp tân sẽ giới thiệu cho mình cái người mà bán tour, thì người ta gọi người bán tour đến nó sẽ tư vấn tour cho mình. Nhưng mà mấy cha con của Chi á là không có đi đâu, mấy cha con của Chi là chỉ thích ở dưới hồ bơi thôi, mình Kim đi thôi hả cô chú anh chị. Tới đây là Kim thấy cái dòng sông này nè, nước nó rất là chảy rất là mạnh luôn mọi người, nhìn nè nước nó đổ ào ào từ bên kia luôn, thấy mọi người thấy không, mà cái dòng xanh nước trong xanh luôn đó, giống như nước hồ bơi mà nó có màu clo màu xanh đó. Cho nên Kim phải đi theo sát sau lưng cái chú dẫn đoàn của Kim này. Đây cái chú này đây, chú đi trước hồi nãy chú nói tên gì Kim quên mất tiêu rồi, chú xe bắn kem không biết chú gì. Đông lắm mọi người, đây nguyên cái dòng biển đẹp quá chừng, nguyên cái bãi biển phía kia. To get best pictures of the waterfall is follow this brown fence until you get to the umbrella. Cái dòng sông từ trên này nè cô chú anh chị sẽ chảy xuống đổ ra biển, cái nghĩ là nước muối biển nè cho nên là nó xanh ha, nó trong xanh ha, nước muối mặn đó. Chú nói là cái dòng sông này là chạy dài 26 cây số. Đây là cái những người trong tour của Kim, bây giờ chú nói là cho mọi người đi tham quan chụp hình trong vòng 30 phút sẽ quay lại xe bus, chú không có đi theo mọi người, dẫn theo như vậy thôi đó, cho mọi người xuống đây tự chụp hình. Nước ở đây chảy ào ào luôn đó mọi người. Đi mà đi tham quan đi đi xem thác nước, đi xem cái này nè, là mấy bạn nhỏ nhà Kim không có thích đâu, chỉ thích ở trong hồ bơi thôi. Ôi trời ơi mọi người xem kìa, cái thác nước nó cao ghê chưa, nó đổ ra ngoài biển cô chú anh chị, nhìn sợ lắm mọi người, nhìn sợ lắm. Ở dưới đó có tàu dưới kia kìa cô chú anh chị đó. Ở đây người ta cũng có rất là nhiều cái tour cho mình đi, giống như là mình đi tàu riêng, tàu đây vực đó, mình sẽ chỉ chở gia đình mình thôi, mình thuê chiếc tàu đó là khoảng 750 bản Anh ha, khoảng 20 mấy triệu, 20-21 triệu gì đó, người ta cho mình đi cho một ngày. Đi ra ngoài đó chụp ảnh với chị, đi ra hướng ngoài đó nhìn nó ngoài cái mé sông rồi mọi người, cái mé vách núi nè, vách đá lên nó cao hết chơi chưa. Lần đầu tiên trong đời đó cô chú anh chị, lần đầu tiên trong đời mà Kim ở một cái nơi xa lạ, một cái đất nước xa xôi mà không có đó, mà đi một mình ha, đi một mình không có người quen ha, bye bye, mà không có ai nói tiếng bằng cái ngôn ngữ của mình nữa, cảm giác nó ngộ ngộ sao á. Đây là cái thác nước từ bên đó nó chảy xuống nè cô chú anh chị, nước
từ trên dòng sông đó mà anh chạy xuống đây nó đổ xuống đây cao thấy ghê ha, chảy mạnh dữ lắm luôn. Đây là mọi người, tự nhiên mình đứng ở đây cái mình cảm thấy giống như rung rung cái chân luôn á, thấy thấy cái thác nước nó hùng vĩ quá, mình cảm giác mình sợ sợ tại vì mình sợ độ cao nữa. Các anh chị Kim rất là sợ độ cao luôn. Ở đây em thấy người ta đi ra đây rất là đông rồi mọi người, có rất là nhiều người đoàn khách du lịch luôn đi ra ngoài đây. Đây em thấy một sạp bán trái cây nè, bán xoài, bán dừa nữa, nước dừa mà sao trái dừa nó vàng khè không biết nữa, bán nón. Đi ra ngoài đây xem thử. Phía bên đây rất là yên tĩnh của chú anh chị. Phía xa bên kia, phía xa xa bên kia không biết cô chú anh chị có thấy không, nó mờ mờ ảo ảo ở trong những cái làn khói nước đó mọi người. Nó có một cái dải nước mờ mờ ảo ảo bên kia kìa, có thể là do khói nước không có nhìn thấy. Đây nè cô chú anh chị thấy không, mờ mờ ảo ảo trong sương. Người ta cho Kim 30 phút cho nên là Kim đi thoải mái luôn. Qua đây xem có gì bên này nè. Trên cái bảng này để tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không à, chứ không có đọc được nữa nè. Antalya là ở đây thành phố Antalya ha, còn cái thác nước ở chỗ này, cái khu vực này là cái gì đó tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mình không đọc được hả mọi người. Những cái mỏm đất này không biết cô chú anh chị thấy thấy rõ không, này nó giống như là đất sạt lở hả cô chú anh chị, giống như là nó từng cái mảng đất nó rớt xuống nó bị sạt lở đó. Cái này mà chừng chục năm nữa chắc nó sạt cho mút ở trong luôn kìa, nó rất là cao mà sóng nó đánh như vậy thì nó sạt lở. Trời bên đây rất là nắng nóng, ở trong xanh không có một cái miếng mây nào hết trơn, giống như là hạn hán luôn á, nóng dữ lắm. Ở bên đây mình thấy người ta trồng những cái cây này là những cái cây, cái này phải trà lạ không ha, không biết phải trà lạ không chú anh chị, hay là cây cao hay là cây cọ gì đó, mình thấy nhiều lắm. Bánh tre Kim là trồng dừa ha, bánh tre xứ dừa. Giờ Kim sẽ đi vô đây, Kim thấy mấy người đoàn Kim nó đi hết rồi, giờ Kim sẽ đi hết mọi người. Người ta cho mình 30 phút nha, mà nãy giờ mới chưa được 15 phút nữa. Tại vì đi ra đây có chút xíu thôi, chụp hình xong rồi đi vô hả. Cái chú dẫn đoàn nói là đi có hai cái thác lận. Đây là cái thác đầu tiên. Chứ không biết còn một cái thác nữa là ở đâu ha. Ở đây mèo nhiều lắm, mèo quang nhiều lắm cô chú anh chị đây nè. Mèo hoang đó. Hồi nãy giờ Kim thấy mèo hoang nó chạy nhiều lắm. Này người ta có để những cái con vẹt đó nè, những cái con vẹt đó mình chụp hình ha, giống như làm dịch vụ đó, nó chụp hình cho mình luôn, nó chụp hình cho mình xong rồi ở đây ta chỉnh hình luôn nè, chỉnh hình trong đây luôn nè. Oh,
họ chơi zip line tự trên đó cô chú anh chị. Cái dòng sông này nè mọi người, nước nó có nhiều đá đó cho nên là nó cuộn cuộn, nó từ trên nó đi thấp xuống ha. Là ở trên dòng sông này người ta chơi thuyền á mọi người, chèo thuyền luôn đó, người ta cũng có cái tour cho mình chèo thuyền nữa. Cái dòng sông này dài 26 km cô chú anh chị, nước nó chảy rầm rầm suốt cả ngày luôn, nó chảy xuống dưới biển mọi người. Cái địa điểm tiếp theo mà người ta dẫn cái đoàn của Kim đi là đến một cái cửa hàng bán đồ trang sức thôi cô chú anh chị, bán đá. Đây là cái đá đổi màu ha mọi người. Vô trong cái cửa hàng đá đó cô chú anh chị, đá gì Kim không biết mà giống như thủy tinh vậy đó, mà người ta nói là đá đổi màu đó. Trời, mấy bà ông bà đã dụ Kim quá trời luôn, sắm chút được Kim mua rồi. Một cái sợi dây chuyền có cục đá rất là đẹp ha. À, người ta design kiểu rất là đẹp. Người ta đòi là 375 bản Anh. Xong Kim trả 150. 150 mấy ông bà đó xuống từ 290 tới 250, xong xuống 200 luôn rồi. Cái Kim thấy cái đôi bông tại vì giống cái kiểu design luôn á. Xong cái đòi 300. Cái Kim trả xuống là tổng cộng hai cái đó là 350. Là Kim định mua là mấy người đó giảm xuống còn 400 rồi đó. Là từ 600 mấy mà giảm xuống còn 400 rồi đó. Thank you. Cái Kim thấy là trên cái đầu bông đó mọi người có hai cục đá thì một bên là nó bị bể đó cô chú anh chị. Tại vì nó giống như cái lớp răng răng bể mà của thủy tinh mọi người biết rồi đó. Thủy tinh mà nó bể là mọi người nó bị sao ta? Nó bị nứt hay sao đó. Cái Kim trả là Kim không lấy nữa. Không lấy. Cái chạy theo Kim. Chạy theo Kim ép quá trời luôn. Kim đã đến một cái điểm tham quan tiếp theo của chú anh chị. Đây là một cũng là một cái thác nước. Người ta bao gồm vé cho mình rồi. Bây giờ cái chú dẫn đoàn, chú sẽ mua vé. Ở đây Kim có thấy một cái xe bán trái cây nè cô chú anh chị. Thanh long, xoài, lại có cái trái này giống như là cái trái của cái cây cây xương rồng á ha. Chứ lại có cái trái dài 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 này, kêu không biết cái trái dài 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 đây nè, nhìn giống trái mướp vậy đó, người ta đã gọt sẵn rồi kìa đó, mọi người thấy không, đã gọt sẵn rồi. Thanh long ruột đỏ ha, thanh long nhỏ nhỏ ruột đỏ mà nhìn ngon lắm, một chút nữa Kim sẽ ra mua sau. Này người ta có nặng thủy tinh nè cô chú anh chị, nặng thủy tinh làm thành con vật nè. Cái vé vào cổng của Kim hả mọi người, vé vào cổng rất là đông luôn, rất là đông luôn cô chú anh chị, có rất là nhiều đoàn, rất là nhiều xe đến đây tấp nập nè, lúc nào cũng có xe ở trên, đa số là những người ở châu Âu hả mọi người, châu Âu với lại Anh nè. Ở xứ lạnh mùa hè là muốn đi đến những nơi nóng là cô chú anh chị, rất là nóng luôn. Mình thấy trong đây giống như là một cái khu du lịch vậy đó cô chú anh chị. Mình ghé vô ha. Đây bán nhiều đồ lưu niệm nè. Ở bên này Kim thấy những trái dưa hấu đó, nó to cực kỳ luôn, to khủng hoảng luôn á, dưa hấu. Giờ có bán dừa, bên đây Kim thấy người ta uống nước dừa khô không nè mọi người. Đây khu du lịch hàng gì đông quá chừng luôn. Có một cái dòng suối chảy qua đây. Easy way is walk to the other side. You see the electric post, the green one with a white lamp on the top. But if you go there, you have a good view. You can get good pictures of the waterfall. That's one way. Second way, you can walk down to the waterfall. How? You see that yellow board there? Yeah, that's the entrance to the tunnel. Tunnel. If you go there, pardon? It's cooler. Đây là cái dòng nước, cô chú anh chị, dòng nước này sẽ chảy xuống dưới cái thác cái này. Chú đó lúc nãy nói là có hai cái con đường để tham quan, một con đường là đi phía trên đây để nhìn qua cái thác, cái con đường thứ hai là sẽ đi xuống cái tầng hầm ha,
xuống tầng hầm thì đi qua rồi sẽ ra ngoài đây, là đi dính dưới đây, dưới đây ha cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ đi xuống dưới luôn ha. Dưới Kim thấy cũng có đông người nè, mình đi xuống dưới đó nó sẽ mát hơn. Đi ra tầng hầm rồi là Kim ra cái hang đó đó cô chú anh chị, cái hang đó là sẽ nhìn cái thác từ bên đây chảy xuống luôn. Giờ đi ha mọi người. Đi xuống đây có vẻ là hơi tối, chú đó dặn là nhìn trên đầu hoặc nhìn dưới chân không đụng đầu vào đá và chân không bị trơn trượt té. Đây là cũng không đến nỗi là tối của chú, vậy cũng sáng ha, không đến nỗi là tối. Chú thấy những cái đoàn khác là cái chú hướng dẫn viên du lịch là dẫn đi luôn, cái đoàn này là chú bỏ bơ cù bơ cù bắc đứng đó nói cách chỉ cách đi, xong rồi mạnh ai tự đi, xong rồi chú đi ra cái chú ngồi đợi uống cà phê. Đây cái đoàn này cũng có anh này dẫn nè. Bên trong này giống như là mỗi một cái hang hết chú chị, cái hang núi đá nè, cái hang cũng tương đối là rộng đó, giống như là một cái gian nhà luôn, rất là to, rất là to đây nè mọi người. Nhưng mà cũng không có cao lắm ha, giống như cái gian nhà của mình vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi qua hướng này. Công nhận cái lần đầu trong đời một mình Kim lang thang nơi xứ người. Đây có một cái hang đá nhỏ, cái cửa. Giờ đây mát hẳn rồi cô chú anh chị, đây mát hơn. Cái đá này Kim thấy rất là trơn, nó láng mịn luôn á, đi dễ trơn, cho nên người ta có cái tay cầm cho mình. Ở đây do là có nhiều người đi ra đi vô khám phá cho nên là nó trơn hết mọi người. Bên trong đây người ta cũng can thiệp nhiều nè, người ta cũng làm cái cầu thang, cái tay vịn cho mình đi nó không có bị té nè. Đây là cái hang đá phía dưới của chú anh chị. Do đây mát lắm, trên đầu nè, đi cẩn thận đá trên đầu, đá lởm chởm dưới chân, chỗ này có nhiều nước là ướt không mọi người, đá lởm chởm dưới chân. Ở thấy thác nước này cô chú anh chị đẹp không mọi người, thấy thác nước này cô chú anh chị, ra đây mát dữ lắm luôn, gió mát, gió mà nó mang ra hơi nước á, mát quá mọi người. Đó, đi đến đây là chị ngắm một cái thác nước vậy thôi quý anh chị, nhưng mà phải nói là cái thác nước rất là đẹp. Đi qua cái hang động nữa, đẹp lắm mọi người, mát nữa. Ở đây có anh Thợ chụp hình nè, chú này chú chụp hình, chú ngồi đây chú chỉnh ảnh ở trong đó luôn. Đây Kim sẽ đi bộ qua bên đây xem có gì hết mọi người. Trong đây hang núi đá gì dữ lắm, trùng trùng đẹp đẹp luôn nè. Cái này có cái lối đi lên đá nữa nè cô chú anh chị, nhưng mà ở bên đây người ta nói là đi cẩn thận để núi lở mọi người, để cái hình là thấy sợ rồi đó. Rồi Kim đi vòng qua hướng bên đây dơ nè, ở trong đây là dơ nó ở nè cô chú anh chị, dơ sống ở trong đây ha, có nhiều cái hang quá trời.
Mà ở trong này Kim thấy có cái mùi thấm thấm nha, phân dơi á. Đông dữ lắm, đông cô chú anh chị ạ. Burada bir şeyler var. Kim đã đi ra rồi đó. Thì Kim đã đi ra tới ngoài rồi mọi người. Người bán kem nè. Bán kem chỉ có 50 tiền Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là cái gì cũng quên mất tiêu rồi. Đây bán sung nè. Sung mà sao cái sung này cái trái nó xanh xanh ta. Trái xanh ha. Hi. What? Yeah, how much? 50, huh? 50, okay. Bắp ngon. What? Sao đây? Sốt. No, no, thank you. Chỉ có 50 tiền tiền Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Nói chung là nó hơi khác khác nhưng mà ăn cũng ngọt cũng mềm, bắp non đó mọi người. Mình sẽ mua cái này thử ha. What does? No cup, no cup. Yeah. And what's that? Eat. What? Eat. Yes. Okay. One. No cup. It's good one. It's good. Is it good? Good, good. How much? How much? 200. 200. Anyone does? Yeah. Bây giờ đi ra xe sẽ chuẩn bị đi ăn trưa hả mọi người. Kim đã ăn một cái bắp rồi, mua một trái thanh long với lại một cái trái kia là cái trái gì Kim không biết nữa mà nó dài dài giống y như trái mướp hay là trái dưa leo gì đó. Nó có những con lạc đà. Lạc đà đã cho mình du khách mình ngồi lên mình phở đó cô chú anh chị. Yeah, I can see. So the cost of living here is high. The cars? Yeah. The cost of living, like the rent apartment, like that,
You rent a house. How much a month? Yes, sir, I guess. Like apartment. Oh yeah, it's pretty hospital, wasn't it? All yeah. Good. Yeah. For some reason. I mean, if you rent, how much a month? Oh, how much? How long do you do this job? This job? Yeah. Long time. You like the job? Yeah, I like it. Every day I meet different people. Different people. Yeah. Lovely people like you, for example. Lucky. Đồ ăn là đã trong trong chuyến đi luôn, không trả tiền thôi chú chị. Nhưng mà mình ăn những món trong thực đơn này nè. Với lại nước uống là trả tiền thêm ha. Người ta không bao gồm nước uống, chỉ đồ ăn thôi ha. Một cái lon nước là 120 nè. Nước lọc là 40. Là những cái món này ăn là trả tiền thêm nè mọi người. Bánh mì là bao gồm trong phần ăn luôn, không tính tiền hết chú anh chị. Có bánh mì nữa cô chú anh chị. Cái bánh mì này chấm với cái nước sốt này nè, sốt cà chua ha. Còn lại có xà lách. Là xà lách cà chua nữa. Tôi thấy bên này người ta ăn cà chua rất là nhiều ha mọi người. Rồi Kim sẽ ăn thử ha. Cái cà chua này người ta để tiêu với muối thôi mọi người, lại có rau thơm á, nói chung là nó cũng nhạt nhạt, có thơm mùi tiêu, cũng dễ ăn. Đây là cái món của Kim gọi nha mọi người, cái này là doner kebab, là cái không có cái cuốn ha, ở trong đây có cơm với lại thịt bò nướng mọi người, thấy nướng nha, thơm lắm. Đó là những món ăn kèm. Ăn kèm thì có bánh mì với lại cái nước chấm bánh mì và cả hai cái món salad ha. Kim đã ăn xong rồi cô chú anh chị ơi. Ngồi trong xe đợi nắng quá trời luôn. Mấy người kia vẫn chưa có xong nữa ha. But only a bit too hot. Once the boat moves, there'll be nice breeze on the boat. Giờ đang đi ra bến tàu nữa mọi người. Đây là những cái tàu du thuyền của chú anh chị. Có những cái tàu thuê riêng ha, và có những cái tàu thuê mình đi chung với đoàn như vậy nè. Những cái tàu này khi là của nhà người ta, người ta mua xong người ta để ra để dành đi chơi ha chú anh chị. Tiếng du thuyền Kim rất là sợ luôn. Kim rất là sợ đi trên tàu nhỏ nhỏ là sẽ bị say sóng dữ lắm. Đi ra biển là say sóng. Đi trong sông thì đỡ không sao hết mọi người. Ra biển là sóng lớn. Gió là nó sẽ sóng lớn, nó lắc lư cái thuyền Kim sẽ bị say sóng. Xung quanh là núi luôn, ở đây mấy cái vịnh ha. Ngoài đó xung quanh là dãy núi, ngoài đây là biển các anh chị. Kim đang ở trên bến tàu đây ha cô chú anh chị, đang trên tàu rồi, chuẩn bị khởi hành chờ thêm một đoàn khách nữa mọi người. Thì trên tàu này Kim thấy là có cái đoàn của Kim với có thêm hai đoàn khác nữa là đi cùng trên một cái đoàn này ha. Thank you.
Chị thấy là chúng ta đứng ở phòng. Chị xem là chúng ta đứng ở phòng. Không có không ra lần lần. Không ra lần lần lần. Kết thúc cái tour đi tàu ha cô chú anh chị. Bây giờ chú dẫn đoàn sẽ dẫn mọi người đi mua sắm, sẽ cho mọi người đi đến đó, xong rồi mọi người sẽ có thời gian riêng tự đi đó. Trong vòng bao lâu thì sẽ quay lại xe và đi về. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi cô chú anh chị. Bây giờ Kim đang ở trong trung tâm thành phố Antalya ha mọi người. Của Thổ Nhĩ Kỳ. Thấy như nhà phố đi bộ vậy đó. Con đường này là đi bộ nè, không có xe chạy lên đây. Đây nè, cái kem này Kim xem trên mạng mà. Mấy cái anh bán kem mà hay giật tới giật lui là ở đây nè mọi người. Đây là khu du lịch. Bán đồ ăn quá chừng luôn. Kem nè. Mấy khu này người ta chặt chém dữ lắm cô chú anh chị ơi. Kể cả cái anh dẫn tour Kim Kim nữa, cái chú dẫn tour mà chú là người Thổ luôn mà chú nói là đừng có mua, mắc dữ lắm.
Đây là khu này bán đồ ăn nè, người ta bán đồ ăn. Khu mua sắm trong đây Kim nghĩ giống như là chợ Bến Thành Việt Nam mình đó, chặt chém dữ dằn lắm. Cà phê. Trong đây là cái chợ giống chợ Bến Thành, mọi người bán đủ thứ đồ hết trơn. Cái chú này bây giờ chú sẽ nói là sẽ chỉ mọi người cái chỗ mà bán đồ đồ phay, đồ hiệu mà đồ phay. Đây nè, hiệu đồ phay Gucci gì quá trời luôn nè. Đó. Thấy ghê chưa? Cái gì cũng có hết trơn, LV. À, Dior hả các anh chị? Chú nói là chú sẽ dẫn đến một cái chỗ mà bán đồ phay mà đẹp nhất. Trong đây chắc người ta cũng đã cấu kết với nhau hết rồi đó mọi người, vô đây mua là tôi giới thiệu đó, đến đây mua là sẽ có được tiền hoa hồng, cho nên là tôi dẫn vô đây. Bán đồ nhái không chú anh chị, hàng nhái hàng phay ha, quá trời luôn. Mấy cái người mà dẫn tour cho mình đó là cũng đã cấu kết với những cái tiệm cửa hàng này nè, dẫn vô mấy cái chỗ mà người ta quen biết đó, mình mua xong rồi nó cũng được hưởng lợi ở trong đó. Bán nước hoa dạo nữa nè, nhiều lắm, nhưng mà mình không có nhu cầu nên là kêu không có ở lại, không có mua, kêu đi ra ngoài, kêu đi bộ đi dạo ha. Chặt chém dữ lắm, tính chị mấy khu này người ta chặt chém dữ lắm. Những chặt chém không mà người ta ép, không phải là ép mà giống như mấy người buôn bán mọi người biết, đi theo nói hoài luôn. Này là những cái loại bánh kẹo nổi tiếng của giống như bánh truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ ha. Nhưng mà rất là nhiều đường. Mấy cái loại này hôm bữa là Tony đem về nè, khách hàng tặng đó, Tony đem về cho Kim. Ở bên này bán đào rất là ngon luôn cô chú anh chị. Hello. Chào bánh kem. Đây có mấy cái tòa nhà nè, để trước qua đó theo xem thử. Mua nước uống mọi người, nước ép, cà rốt chưa hấu rồi. Trong cái chợ này rất là lớn, đi thẳng lên trên kia luôn nè, nhưng mà chỉ bán đồ như vậy đó. Đây là có một tiệm kebab, là một tiệm thịt nướng đó mọi người, bánh mì nướng đó. Giống như ở Sài Gòn mà có bán mấy cái cục thịt rất là to để lên nướng. Bây giờ Kim không có đi vô chợ nữa ha, tại vì trong chợ thì chỗ nào cũng bán đồ như vậy thôi. Kim sẽ đi qua bên đây trước, nhất là mình không có cần mua gì hết mọi người. Đây có mấy cái tòa nhà bên đây nè, chúng ta qua đây xem. Đây là có mấy tiệm kebab của Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng mọi người. Ở dưới đây người ta bày ra bán Kim nghĩ là Kim không có nhu cầu mua cái gì luôn, quần áo, nón, giỏ sách hay cái gì.
Kim xuống đây xem có bán gì ăn uống không ha. Bán kem nè, đây có một cái quán nướng nè. Quán nướng thì đây cũng bán thịt cừu, thịt bò, thịt gà, đây có hải sản nữa. Ở đây từ bữa giờ Kim không có thấy chỗ nào bán hải sản luôn. Ở đây người ta đa số ăn cá thôi, chứ không thấy tôm cua, ít tôm cua nữa. Ở trong đây nên vậy là hết rồi. Không có gì nữa, lần này Kim đi ra. Nãy Kim đi phía bên đó ha. Bên đây có thêm một con hẻm nữa nè. Cũng là bán đồ như vậy đó mọi người. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước ở gần Anh và châu Âu mà có khí hậu nóng ấm và có biển ha quý anh chị, cho nên là rất là thu hút khách du lịch đến đây luôn. Đa số khách du lịch từ châu Âu, từ Anh ha. Có quán cà phê này mát quá nè. Thấy cái đường này kinh thấy rất là dốc, nhưng gặp gờ nhưng lên dốc xuống dốc. Cái vỏ này cũng đẹp ha. Mấy vỏ này không cần thương hiệu gì hết trơn, vỏ bình thường vậy đó, để đi biển cũng đẹp. Vô trong đây như là đường cùng, người ta không có đi ra được nè. Bên này cũng có một cái shop ở trong này nè. Kim sẽ đi ra cái đường này, hay có người đi xuống nè. Đâu cái lối này nó bích chụp rồi ta, biết có lối nào đi không? Đây. Vô trong cái này là cái gì không biết. À, đây là giống như một cái tòa nhà cổ cổ. Nó nhìn ra bên kia thấy bên thành phố nè mọi người. Kim đi tẻ ra, Kim đi có một mình, Kim không có đi chung với đoàn. Mấy người kia đang xem shopping nè. Kim đi một mình. Có tới một tiếng mấy luôn hả cô chú anh chị? Tiếng mấy rồi mới lên gặp, rồi mới hẹn ra ngoài đúng cái chỗ đó đi về. Rồi Kim đi bộ vòng vòng có 15-20 phút là muốn hết rồi. Ở ngoài kia công trong kia shopping này con, Kim không muốn vô. Kim chỉ muốn ra ngoài đây thôi. Bây giờ phải kiếm cà phê ngồi thôi mọi người. Lúc nãy mới đến Kim thấy gần cái bờ sông này nè, có cà phê cảnh đẹp lắm. Ở dưới đó thấp ghê chưa kìa cô chú anh chị. Thấp ha. Đó có cái tòa nhà. Cái tòa nhà giống như tên lửa vậy đó mọi người. Em sẽ mua một cái chai nước lựu ép. Đây toàn là shopping mua sắm không mọi người.
shopping mua sắm thôi cô chú anh chị. Ăn uống thì ở đây không có cái nhiều cái đồ ăn đâu, chỉ có những cái món bánh mì thịt nướng vậy thôi, hoặc là những cái bánh món bánh của Thổ á, nhưng mà bánh của Thổ rất là ngọt luôn. Có rất là nhiều loại ha. Thank you. Thank you. Mình nhìn cái gì á hả, nó chạy theo tới đứt luôn luôn chứ chị, dí theo mình mà tới đây thử đi vô đây mà thử không lấy tiền, nhưng mà sẽ vô níu kéo mình dữ lắm, ép mình mua đồ dữ lắm mọi người, ép tới luôn, ép khi nào cho bằng được thôi á. Nhưng mà gặp kim không mua là không mua, không có ép được ha. Không phải là mình thấy gì cũng mua mọi người, cái gì mình cần cũng mua.